Huế lọt top 500 trường hàng đầu châu Á theo công bố mới nhất của tổ chức giáo dục Quarterly Simon Vương quốc Anh. Vướng hàng ngàn khai thác xa bờ, nghề đóng tàu biển trên địa bàn tỉnh gặp khó do không có đơn hàng mới. Với điều kiện thời tiết năm nay có nhiều thuận lợi cùng với nhiều kinh nghiệm canh tác, nông dân các làng hoa truyền thống tự tin về một mùa hoa Tết đầy triển vọng. Vừa rồi là những thông tin chính chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong chương trình sáng nay thứ Sáu ngày 29 tháng 11. Xin kính chào và cảm ơn sự đồng hành của quý vị trong khung giờ quen thuộc của Huế ngày mới. Thưa quý vị, sáng qua, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi khu vực 2 năm 2019. Dự khai mạc có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc hội thi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, tuyên truyền miệng là nhiệm vụ, là kênh thông tin quan trọng để phổ biến quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên có vai trò quan trọng mà không thể phương tiện truyền thông nào có thể thay thế. Do đó, hội thi báo cáo viên được tổ chức nhằm tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của bối cảnh tình hình mới, đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng thuyết trình, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Tham gia hội thi báo cáo viên giỏi khu vực 2 có 38 thí sinh đến từ 18 tỉnh thành phố từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận. Đây là những thí sinh xuất sắc ở hội thi báo cáo viên cấp tỉnh được cấp ủy cử tham gia. Mỗi thí sinh có bài dự thi 15 phút với phần thuyết trình và trả lời câu hỏi. Sau 2 ngày diễn ra cuộc thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn 6 báo cáo viên xuất sắc được giải nhất, nhì, ba để tham dự chung khảo hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc. Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức quán triệt triển khai các chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 và của tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hội nghị đã được nghe lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt các nội dung chỉ thị 747 ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ quân đội, chỉ thị số 699 ngày 6 tháng 8 năm 2019 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ 11, kế hoạch 745 ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu về triển khai tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ quân khu lần thứ 11. Quán triệt chỉ thị số 38 ngày 18 tháng 7 năm 2019 của tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và triển khai kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 12. Trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần tiếp thu một cách chặt chẽ, nắm vững yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành đại hội đảng các cấp. Qua đó tiến hành vận dụng sát với tình hình của đảng bộ và đơn vị mình, lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn tiến hành công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy trình, nguyên tắc và đạt kết quả tốt. Huyện ủy Quảng Điền vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt các văn bản mới của Trung ương, tỉnh ủy và kế hoạch hướng dẫn của Ban Thường vụ huyện ủy. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Đăng Khoa, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Quảng Điền triển khai các nội dung của quy định số 51 NQTVK ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ an ninh quốc gia, quy định 205 QĐTVK ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống giải chức giải quyền, kết luận 60 KLTVK của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ huyện ủy cũng quán triệt kết luận số 56 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống và kiểm soát ma túy và các hướng dẫn của huyện ủy về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp. Việc quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh đã giúp cán bộ chủ chốt toàn huyện kịp thời nắm được tinh thần và nội dung các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương và tỉnh ủy, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo thành được sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện.
Sáng qua, Sở Du lịch tổ chức hội nghị chuyên đề xây dựng chương trình trọng điểm phát triển du lịch dịch vụ năm 2020 với sự tham dự của đông đảo các chuyên gia, các nhà quản lý và doanh nghiệp trên địa bàn. Năm 2019, ngành du lịch tỉnh cùng với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển du lịch. Lượng khách, doanh thu đều tăng trưởng ổn định, công tác kêu gọi đầu tư có chuyển biến tích cực. Sản phẩm du lịch được quan tâm nâng cao chất lượng, đa dạng dịch vụ, hoạt động xúc tiến quảng bá được nâng tầm, đi vào chiều sâu. Năm 2020, một số chỉ tiêu dự kiến như về doanh thu tăng khoảng 8,5%, lượng khách tăng khoảng 7,5% so với năm 2019, tiếp tục phát triển ngành du lịch theo hướng thông minh, bền vững, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Huế, kinh đô của lễ hội và ẩm thực. Một số nhiệm vụ giải pháp được quan tâm đó là phát triển đồng bộ cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch, tập trung phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch đặc trưng, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá, trong đó chú trọng triển khai các ứng dụng du lịch thông minh để tăng sức thu hút, quảng bá, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hoàn thiện môi trường du lịch, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, các ngành nghề đặc thù để đầu tư các dự án lớn, đồng thời tăng cường hoạt động liên kết hợp tác. Các ý kiến cho rằng cần đa dạng sản phẩm du lịch dịch vụ, tập trung đầu tư mạnh cho việc nâng cao chất lượng, đẳng cấp, quy mô một số sản phẩm đặc thù, thế mạnh như ẩm thực, du lịch đầm phá, phát huy giá trị sông Hương, cần cụ thể hóa đề án xây dựng Huế kinh đô ẩm thực, đầu tư hạ tầng du lịch và khai thác thế mạnh du lịch MICE. Ý kiến thực tế của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp du lịch sẽ góp phần xây dựng chương trình phát triển du lịch của tỉnh năm 2020. Tổ chức giáo dục Quarterly Simon Vương quốc Anh vừa công bố kết quả bảng xếp hạng QS Asia 2019-2020 cho 550 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á. Việt Nam có 8 đại học lọt top 500, trong đó có Đại học Huế. Cụ thể, 8 trường đại học này bao gồm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 143, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ 147, Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc nhóm xếp hạng 261-270, Đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 207, Đại học Cần Thơ nằm trong nhóm 401-450 và Đại học Duy Tân, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng nằm trong nhóm 451-500. Tổ chức QS Asia xếp hạng các đại học dựa trên 10 tiêu chí với trong số khác nhau, gồm danh tiếng về học thuật 30%, khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp 20%, tỷ lệ giảng viên sinh viên 15%, tỷ lệ đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ 5%, tỷ số bài báo xuất bản trên giảng viên 10%, trích dẫn mỗi bài nghiên cứu được công bố 10%, tỷ lệ giảng viên quốc tế 2,5%, tỷ lệ sinh viên quốc tế 2,5%, trao đổi sinh viên trong nước 2,5%. Đại dịch tả lợn châu Phi đã khiến nguồn cung thịt lợn trên cả nước sụt giảm. Từ nay cho đến cuối năm, dự kiến thiếu hụt khoảng 200.000 tấn. Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất việc nhập khẩu thịt lợn cần kiểm soát tất cả về chất lượng, xuất xứ hàng hóa và hàng sử dụng. Để đảm bảo ngay lượng thịt lợn thiếu hụt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thống nhất với ngành công thương đề xuất hướng nhập khẩu trên tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại cuộc họp mới đây về bình ổn giá thịt lợn cuối năm và Tết Nguyên đán Canh Tý, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, người chăn nuôi và người tiêu dùng. Hiện nay, việc nhập khẩu thịt lợn do các doanh nghiệp tự quyết, không cần phải xin hàng ngạch, và cũng có đến 24 quốc gia Việt Nam có thể nhập khẩu thịt lợn. Nếu các doanh nghiệp quan tâm, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ nhập khẩu. Giữa năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra quyết định áp dụng hàng ngạch trong khai thác thủy sản vùng khơi của 28 tỉnh thành phố ven biển. Thừa Thiên Huế được phân bổ 421 giấy phép trong tổng số 31.500 giấy phép, và hiện nay hàng ngạch này đã cấp hết cho các phương tiện. Chính sách mới hướng đến mục tiêu khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản, tuy nhiên việc áp dụng đã ảnh hưởng lớn đến nghề đóng tàu biển, bởi không có đơn hàng mới trong khi nhu cầu của ngư dân vẫn còn khá lớn. Xưởng đóng tàu An Thuận, cơ sở duy nhất đạt chuẩn theo quy định của chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 năm trở lại đây thường xuyên rơi vào tình trạng đòi đơn hàng. Hàng chục tấn gỗ kiềng, gỗ lim nhập về để chuẩn bị đóng mới tàu biển, cùng đành để dầm mưa lâu ngày dẫn đến hư hại. Thời điểm này vài năm trước, thì Nghị định 67 vẫn còn có hiệu lực. 50 lao động tại đây luôn trong trạng thái làm việc không ngơi nghỉ. Nay chỉ còn khoảng hơn 15 lao động bám trụ, nhưng chỉ phục vụ một số nhu cầu vệ sinh, sửa chữa, cải hoán tàu cá quy mô nhỏ. Từ đầu năm 2019 đến nay, không có chiếc tàu cá nào đóng mới tại cơ sở này. Trước đây là có sự nghiệp là tàu mới nâng cấp. Về Nghị định 67 thì cán bộ công nhân viên cũng là có công ăn việc làm đầy đủ và lương thỏa thuận, điều
có, nhưng mà có một năm hai năm trở lại đấy thì cái nghiệp tàu dừng lại không có nữa, mà chỉ có sửa chữa và nâng cấp nhà, nên kia công nhân cũng là ít và có cái lương bổng thì cũng không bằng trước đây, thì chúng còn có được 55-60% mức lương trước đây. Khó khăn của bên ngư dân là tàu đóng ra nhưng mà ngư dân đi để tham gia đánh bắt là người quá ít. Vì cái lượng tàu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là lượng tàu là trên 400, mà với cái nhân lực trên địa bàn của tỉnh Thừa Thiên Huế để phục vụ cho 400 chiếc này là đã không đủ nhân lực rồi. Cho nên là sự phát triển thêm tàu nữa thì càng khó khăn cho là những người chủ tàu để phát triển. Theo thông tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế, hàng ngạch khai thác vùng khơi của tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân bổ là 421 giấy phép cho tàu thuyền có chiều dài trên 15 mét khai thác vùng khơi. Và đến thời điểm này, các chủ tàu có phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn đã đăng ký đủ mức hàng ngạch của tỉnh. Điều này đồng nghĩa với các chủ tàu trước đây vẫn làm ở vùng khơi nhưng phương tiện chưa đáp ứng đủ điều kiện, đứng trước hai lựa chọn. Một là đành phải nằm bờ, cải hoán, nâng cấp phương tiện và chờ được cấp thêm hàng ngạch khai thác vùng khơi. Hai là buộc phải chuyển vùng khai thác sang vùng lồng, trong khi đây là vùng thủy sản có giá trị thấp, lại khan hiếm. Khi chưa có thêm hàng ngạch được cấp mới, nghề đóng tàu xa bờ vì thế cũng phải thu mình, chờ thời, dù nhu cầu đóng mới tàu cá trong dân hiện vẫn còn khá lớn. Để phù hợp với tình hình này nãy thì chúng tôi là chủ yếu là thu gom ít người lại và là chủ yếu là phục vụ sửa chữa những con tàu cũ để là và cải hoán những cái chiếc tàu là cũ để đủ điều kiện để họ đi biển. Sau này là khi có cái lượng người đông thì lúc đó là mới thay đổi lại cái chương trình mới, cho con bây giờ thì để mà tăng trưởng thêm để mà việc đánh đồng mới ấy, thì là không thể làm được. Năm 2019 đó ra soát của thị trường Thuận An thì hiện nay là có 126 chiếc tàu đủ điều kiện là đánh bắt xa bờ, còn lại là 64 chiếc thì chưa cấp được phép. Thị trường Thuận An là cũng đề nghị kiến nghị với các cấp quan tâm tạo điều kiện cấp thêm hàng ngạch cho tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và riêng thị trường Thuận An. Bởi vì hiện nay bà con cũng mong muốn là được cấp phép đánh bắt xa bờ để khai thác. Thứ nhất là đảm bảo sản lượng chống của thị trấn và thứ hai là để bà con có thêm tăng thêm thu nhập. Sau quãng thời gian phát triển ồ ạt, ưu tiên về số lượng tàu khai thác xa bờ dẫn đến nhiều hệ lụy không mong muốn như ngư trường suy giảm, thủy hải sản mất giá và gần đây là nguy cơ nợ xấu từ vốn vay Nghị định 67. Phân bổ lại hàng ngạch khai thác xa bờ cho từng địa phương là việc làm cần thiết để phát triển nghề cá theo hướng bền vững, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, cũng cần có sự ra soát, điều chỉnh hàng ngạch hợp lý để hài hòa lợi ích chung với nhu cầu của ngư dân và doanh nghiệp. Các địa phương tiếp tục có các hoạt động tưởng niệm 20 năm cơn lũ lịch sử 1999. Sáng qua, lãnh đạo huyện Quảng Điền đã đến thăm các gia đình bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản trong cơn lũ lịch sử 20 năm trước. Trận lụt lịch sử năm 1999 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Toàn huyện 100% nhà dân bị ngập lụt, 41 người bị chết, hàng trăm nghìn gia súc, gia cầm, các công trình cơ sở hạ tầng bị lũ cuốn trôi, ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Sau 20 năm kể từ ngày xảy ra cơn đại hồng thủy, người dân trên địa bàn huyện Quảng Điền đã vượt qua khó khăn, nhưng những nỗi đau mất mát vẫn còn đó. Dịp này, đoàn lãnh đạo huyện đã đến thăm, tặng quà 15 hộ gia đình có người bị chết trong cơn đại hồng thủy năm 1999, nhưng hiện nay vẫn còn khó khăn thuộc diện hộ nghèo, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã ân cần hỏi thăm, động viên và chia sẻ những đau thương mất mát của các gia đình nói trên, và cũng đã đề nghị chính quyền địa phương cũng như những người dân xung quanh cần quan tâm hơn nữa, tạo điều kiện cho các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Huyện Quảng Điền tổ chức tọa đàm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và trao tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Trong buổi họp mặt thân tình này, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử đấu tranh trong những năm tháng gian khó, hào hùng của dân tộc. 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống trong suốt 30 năm thành lập và phát triển của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh huyện Quảng Điền. Trong 30 năm qua, Hội Cựu Chiến binh huyện Quảng Điền đã trải qua 6 lần đại hội. Từ 486 hội viên, nay đã kịp nạp thêm 1.729 hội viên trên 11 hội cơ sở.
Hội viên cựu chiến binh Quảng Điền luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động lớn của Trung ương và địa phương. Nổi bật là phong trào cựu chiến binh gương mẫu giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, phối hợp với giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Dịp này cũng đã trao tặng kỷ niệm chương của Trung ương Hội cựu chiến binh Việt Nam cho 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển hội tại cơ sở. Thưa quý vị, Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang đến gần. Các làng hoa truyền thống đang bước vào cao điểm chăm sóc, chuẩn bị các loài hoa cho thị trường Tết. Với điều kiện thời tiết năm nay có nhiều thuận lợi cùng với nhiều kinh nghiệm canh tác, nông dân các làng hoa truyền thống tự tin về một vụ hoa Tết đầy triển vọng. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới. Với điều kiện thời tiết năm nay có nhiều thuận lợi cùng với nhiều kinh nghiệm trồng hoa, nhiều hộ nông dân thuộc các làng hoa truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi xuống giống đã có nhiều biện pháp chăm sóc hợp lý nên mở ra nhiều triển vọng cho vụ hoa Tết 2020. Chân dung mặt bằng sẵn có của hợp tác xã nông nghiệp Phủ Hồ chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay, anh Bạc Văn Tới, một trong những hộ trồng hoa cúc, đã đưa vào trồng 500 chậu. Đến thời điểm này, vườn hoa sinh trưởng và phát triển khá đồng đều, được các hộ dân tập trung chăm sóc và vè hoa. Dự kiến khoảng 27-28 tháng chạp là thời điểm đúng tâm hoa nở và sẽ đưa ra thị trường phục vụ cho người tiêu dùng trong dịp Tết. Năm nay thì có được hơn năm ngoái, mưa nhiều quá lạnh, năm nay thì trên thuận. Để đảm bảo cho thị trường hoa Tết thì ở đây thì đa số là các cái tư thương, hồ về gần Tết là hồ về hồ bắp bút hết. Với là bán ở tại địa phương thì nói chung lại hồ nào cũng là có thành công trong việc trồng hoa thì lợi dụng cho hộ gia đình thì thấy rất rõ rệt. Phủ Vang vốn nổi tiếng với nhiều làng hoa truyền thống thuộc các xã Phủ Mậu, Phủ Dương, Phủ Thường và Phủ Hồ. Để chủ động cung cấp cho thị trường hoa Tết trên địa bàn tỉnh, vụ hoa Tết 2020, Phủ Vang đã tiến hành trồng gần hàng chục hecta hoa các loại, trong đó chủ yếu vẫn là hoa cúc, hoa vàng thọ. Một số loài hoa mới đưa vào trồng ở Tết năm nay như tulip, đông tiên lùng, dạ yển thảo. Riêng tại hợp tác xã Phủ Hồ đã xuống giống và trồng hơn 3-4 hecta hoa các loại với số hộ tham gia 20 hộ. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và giúp người dân triển khai tốt các mô hình trồng hoa trên địa bàn, trong nhiều năm qua, hợp tác xã Phủ Hồ đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất. Hợp tác xã là chỉ có mời chuyên gia về kỹ thuật trồng hoa, bắt tay chỉ việc rồi vận động nhân là có cái rửa một nương vườn rộng để là trồng hoa, thì hợp tác xã hỗ trợ theo kỹ thuật và thường xuyên kiểm tra để hỗ trợ phân kỹ thuật cho dân. Theo nhận định của nhiều hộ nông dân trồng hoa tại các làng hoa truyền thống trên địa bàn Thừa Thiên Huế, với sự chủ động của các nhà vườn, thì Tết năm nay giá hoa các loài trên địa bàn Thừa Thiên Huế có khả năng bằng hoặc cao hơn năm ngoái. Hiện nay các hộ nông dân đang chăm sóc, áp dụng cả biện pháp và công nghệ khoa học kỹ thuật vào quy trình chăm sóc hoa để hoa ra đúng dịp vào Tết. Phần cuối chương trình như thường lệ là những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự tiếp theo. Hôm nay không khí lạnh tiếp tục tăng cường sau ổn định nên ở Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Nhiệt độ ban ngày dao động ở mức 25-26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, độ ẩm 80-85%. Thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 1-2 mét.